phật tử như lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế trong tất cả thế giới đều làm phật sự hoặc nơi một thế giới việc làm đã xong thì thị hiện vào niết bàn đâu phải tất cả thế giới chư phật như lai thảy đều diệt độ phật tử đại bồ tát nên biết như lai ứng tránh đẳng giác đại bát niết bàn như vậy lại nữa phật tử ví như nhà huyễn thuật khéo biết rõ huyễn thuật dùng sức huyễn thuật ở trong ba ngàn đại thiên thế giới tất cả cõi nước thành ấp tụ lạc thị hiện thân huyễn dùng sức huyễn để giữ gìn trải qua suốt kiếp mà trụ nhưng ở xứ khác việc huyễn đã xong bèn ẩn thân chẳng hiện Phật tử ý các vị thế nào nhà đại huyễn thuật đó có phải ở một nơi ẩn thân chẳng hiện thì tất cả mọi nơi đều ẩn diệt đáp rằng không vậy Phật tử như lai ứng tránh đẳng giác cũng lạ như thế, khéo biết vô lượng trí huệ phương tiện các thứ huyễn thuật trong tất cả pháp giới, khắp hiện thân Phật, giữ gìn khiến cho thường trụ, hết kiếp thủa vị lai, hoặc ở một nơi tùy tâm chúng sinh, làm Phật sự xong, bèn thị hiện niết bàn. Đâu phải một nơi thị hiện vào niết bàn thì tất cả mọi nơi đều diệt độ. Phật tử đại Bồ Tát nên biết Như Lai ứng tránh đẳng giác đại Bát niết bàn như vậy lại nữa phật tử như lai ứng tránh đẳng giác khi thị hiện niết bàn thì vào tam muội bất động vào tam muội đó rồi thì nơi mỗi mỗi thân đều phóng ra vô lượng trăm ngàn ức na do tha đại quang minh trong mỗi mỗi quang minh đều xuất hiện a tăng kỳ hoa sen trong mỗi mỗi hoa sen đều có bất khả thuyết nhụy hoa báu đẹp trong mỗi mỗi nhụy hoa đều có tòa sư tử trên mỗi tòa sư tử đều có như lai ngồi kiết già số thân phật đó đồng với số tất cả chúng sinh đều đầy đủ công đức thượng diệu trang nghiêm từ nguyện lực xưa sinh ra nếu có chúng sinh căn lành thành thục thấy được thân phật rồi đều được giáo hóa nhưng thân phật đó hết thủa vị lai rốt giáo an trụ tùy nghi hóa độ tất cả chúng sinh Phật tử thân như lai không có phương xứ, chẳng thật, chẳng hư. Nhưng nhờ thệ nguyện lực xưa của chư Phật, chúng sinh đáng được độ thì liền xuất hiện. Đại Bồ Tát nên biết như lai ứng tránh đẳng giác, đại bát niết bàn như vậy. Phật tử, như lai trụ nơi Pháp giới rốt giáo vô lượng vô ngại, cõi hư không chân như pháp tánh không sinh không diệt và thật tế vì các chúng sinh tùy thời thị hiện vì giữ nguyện xưa chẳng có ngừng nghỉ chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh tất cả cõi tất cả pháp